Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 29 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, nằm giáp ranh quận Tân Phú. Con hẻm tức nhà rộng 4m, sạch sẽ, an ninh. Căn nhà có kích thước bề ngang là 3m rưỡi, chiều dài là 10m, kết cấu một trệt một lầu, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 ban công. Căn nhà có hướng chính tây. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Về giá bán thì chủ nhà vừa giảm 210 triệu, chốt luôn 2 tỷ 890, không thương lượng. Chủ nhà sẽ tặng anh chị bộ ghế sofa này nha. Rồi, đấy là thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo Trường Sơn mời các anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Rồi, căn nhà chúng ta đây chị nha. Một trệt một lầu, có ban công này. Còn đây là con hẻm trước nhà ha, rộng 4m, sạch sẽ, an ninh này. Xung quanh đây ha. Đấy. Bên trong này thì nó hẻm cụt rồi nha. Rồi. Đây là bên trong nhà đây anh chị. Trước nhà chúng ta sẽ có hai lớp cửa nha. Bên trong nhà đây. Hiện trạng thì nhà đang trống, còn mới, đẹp, sẵn sàng bàn giao nhà cho anh chị vào ở luôn. Nhà có kích thước ngang là 3m rưỡi, chiều dài là 10m, kết cấu 1 trệt 1 lầu, có 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 ban công. Căn nhà có hướng chính tây. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán thì chủ nhà vừa giảm 210 triệu, chốt luôn 2 tỷ 890, không thương lượng nha. Tuyệt vời chưa, không gian bếp này, chủ này là để máy giặt ha. Sau này là giếng trời nè anh chị. Tuyệt vời ha. Vị trí căn nhà thì nằm giáp ranh quận Tân Phú anh chị nha. Hiện trạng bây giờ thì nhà mới đẹp, sẵn sàng bàn giao nhà anh chị vào ở luôn. Chủ nhà sẽ tặng anh chị bộ ghế này ha, bộ ghế sofa này. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng lên lầu nha. Thì trên lầu 1 hiện tại chúng ta có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nha. Rồi, đây là căn phòng đầu tiên này anh chị. Đây ha. Bên đây chúng ta có cửa sổ này. Phía sau này chúng ta có con hẻm anh chị nha. Một con hẻm phía sau này. Không gian xung quanh ha. Tuyệt vời chưa? Đấy. Rồi, bên đây là phòng ngủ. Đây là phòng vệ sinh ở trên lầu 1 nha. Còn đây là phòng ngủ phía trước này. Rộng rãi, cao ráo ha. Rồi đây là ban công trước nhà đây. Cũng rộng ha anh chị ha. Xung quanh này anh chị. Đây ha. Hẻm trước nhà đây, rộng 4m ha, sạch sẽ, an ninh. Ok ha. Rồi, ok anh chị nha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem nhà thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.